Và một cô gái gốc Việt sống xa quê hương, tại sao bạn lại quyết định quay trở lại và ở lại Việt Nam rất rất là lâu đến bây giờ, và chắc chắn là bạn cũng đã có những cái quyết định riêng cho mình là lập nghiệp ở đây, đúng không Dạ ạ? đúng rồi, chắc chắn là Tina sẽ sống và ở tại Việt Nam luôn. Tina cũng đã từng đi rất là nhiều nước, đi diễn này nọ, nhưng mà không có cái nơi nào mà làm cho mình thích như ở Việt Nam. Thật ra là nó không phải là vì vì cái gì hơn là vì con người và vì những người bạn mà mình đã có ở đây. Mình đã rất là vui ở Việt Nam trong vòng 10 năm, mình không muốn rời xa. Thế thì mà bạn lớn lên ở đâu ạ? Lớn lên ở bên Tiếp Khắc. À, và ở nơi đó thì lúc nhỏ khi mà đi học, mình có dịp mình trau dồi tiếng Việt hay là mình gần gũi những người bạn, bạn bè có thể nói tiếng Việt không ạ? Dạ không, hồi xưa thì nói tiếng Việt được chút chút. Bạn bè thì toàn là người Tiếp Khắc không à. Rồi tiếng Việt Nam hồi xưa thì rất là tệ. Nhá, Chứng từ tỏ bây từ, từ giờ từ. là khác nhiều lắm đúng không ạ? Dạ khác nhiều lắm rồi. Dạ. Thế thì lúc đó khi mà bạn mường tượng hay là bạn 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 nghĩ về người Việt Nam hay bạn nghĩ về tiếng Việt Nam đi, bạn nghĩ như thế nào? Bạn nghĩ là một ngày nào đó mình có thể nói tiếng Việt rành như vậy, tiếng mẹ đẻ của mình rành rọt như vậy không ạ? Cái này thì nó là cái số phận, nó là cái duyên số. Khi mình bước qua cái tuổi 20 năm á, 20 năm tuổi thì cái việc mà Tina về đây là nó là một cái duyên số, nó là một cái số phận và nó xảy ra rất là nhanh. Thời gian đó là Tina nhớ là khoảng chừng 16 tuổi và có một cái đoàn ca nhạc từ Việt Nam về đó. Xong tự nhiên mình cảm thấy ô, Việt Nam có những người rất là dễ thương. Cái tự nhiên mình cũng có một cái gì đó mình cảm thấy nó không không có phù hợp ở bên Tiếp Khắc. Dù mình lớn ở đó, mình trưởng thành ở đó, mình Có học ở bạn đó, có bè bạn ở đó. bè, có hết ở bên đó mà tự nhiên bỏ đi thì nó cũng là một cái gì đó nó lạ đối với mình. Nhưng mà tự nhiên mình quyết định trong vòng nửa năm là mình đi, là coi Vâng. như là gói hết đồ xong về Việt Nam. Nhưng mà về Việt Nam được nửa năm đầu tiên đó là thất bại, tại vì cũng không không có ai quen đó. Và Tina nhớ là cái lần đầu tiên khi mà Tina đi hát á, là Tina phải hỏi cái ông xe ôm, nó là chú ơi, chú ơi, chú có biết chỗ nào ăn người ta hát không thì chú giới thiệu cho con. Thì lúc đầu là xin đi hát xong rồi đi hát với những cái giá như là 30.000 đồng một show như em. Đó là những kỷ niệm khó quên đúng không ạ? Thì nhưng mà sau nửa năm là hết tiền, nói thật là những cái tiền mà mình dành dụm thì hết, thì Không đủ để mình chi tiêu. thì lúc đó quay về bên Tiệp và làm việc ở bên đó hình như 1 năm rưỡi là đủ tiền thì về Việt Nam, rồi bắt đầu tiếp tục tới bây giờ luôn. Chỉ với một cái giấc mơ là có thể cực, có thể làm những cái công việc cực nhọc một tí cũng được, nhưng em mà phải mẹ dành dụm để mà trở về dạ Việt Nam và em thì em thấy là cái niềm tin của con người nó rất là ghê gớm, niềm tin vào tuổi trẻ bây giờ và cái là độ mãnh tuổi liệt này đúng á. không ạ? Chứ bây giờ và cái độ tuổi này mà mình có niềm Chắc tin chắn. á thì niềm tin thì ok, nhưng mà cái tuổi trẻ mất rồi. Hoặc là cái sức kiên nhẫn của mình sẽ không có như cái lúc mà Dạ đúng mình, rồi. đúng không ạ? Cái lứa tuổi mà bạn vừa vừa kể vừa nhắc lại thì quả thật ai cũng có những cái hoài bão và những cái đam mê khát khao hết mà người ta có thể bất chấp để người ta làm. Dĩ Và nhiên lại chúng ta cái tuổi trẻ nó có một cái là cái tôi nó không có lớn. Mình có thể mình đi xin hát, ok không sao, mình có thể không mặc mình cảm. không mặc cảm, mình có thể mình mặc đồ đẹp mình đi xe ôm cũng không sao. Nhưng mà Miễn cái đó đó là cái công việc mình kiếm bằng chính sức lao động của mình và đúng công đúng việc đúng tốt là đúng được đúng đúng nhưng không mà cái đó chỉ có tuổi trẻ mới làm được thôi. Sau này á, ạ? khi mà anh cỡ tuổi này á, là bắt đầu cái tôi nó lớn rồi, bắt đầu Đúng ồ cái rồi, này không được. mình sẽ thận trọng hơn và mình sẽ Dạ suy xét lại mọi việc rất là kỹ đúng không dạ ạ? đúng rồi. Văn hóa và sự hội nhập cũng là những cái điều khá là nhạy cảm và có những cái sự khác biệt khá là lớn.
Thế thì khi bạn bạn trở về, bạn tìm hiểu về tiếng mẹ đẻ, về quê hương của mình, bạn bạn được nghe, bạn được giới thiệu như thế nào? Và cái sự hội nhập của bạn có nhanh hay không? Tina có nhớ là cái thời gian đầu tiên khi Tina về Việt Nam là Tina nói tiếng Việt Nam không có sõi, nhưng mà cái suy nghĩ ở trong đầu á thì lại bằng tiếng Tiệp. Tức là mỗi lần mình làm cái gì mình suy nghĩ bằng tiếng Tiệp, viết thì không có biết viết. Sau này thì tự tự học, tự viết, tự đọc và các thứ thì bây giờ viết cũng được rồi. Thỉnh thoảng sai chính tả một chút nhưng mà sao kệ, không sao. Chỉ cần nghe bạn hát tiếng Việt là các khán giả đã đủ hiểu những cái thông điệp mà bạn bạn chia sẻ với cuộc sống, đúng không ạ? Với tất cả mọi thứ bằng âm nhạc. Về bạn bè ở Việt Nam thì đến bây giờ như thế nào? Tina có mấy người bạn rất là thân, chắc cỡ 3-4 người gì đó. Và những giải thưởng mà Tina may mắn có được khi mà đến với con đường ca hát, nếu mà xem đó là những cái thành tích đáng kể cho việc tạo nên một cái sự thành công cho mình trong công việc, trong nghề nghiệp, mà nghĩ như thế nào? Trước mắt là khi mà Tina tham gia một cái chương trình gì đó thì cũng không có nghĩ tới giải thưởng, tại vì không có quá tự tin đến vậy. Nhưng mà khi mà có được những cái giải thưởng, Như bài hát Việt chẳng hạn, đúng không ạ? có Mình được một mọi số người biết giải đến. thưởng từ điện ảnh rồi.